Bà xã Bùi Tiến Dũng khoe clip giường chiếu, vòng eo săn chắc đánh bại tin đồn có bầu, dân tình ghen tị vì độ ngọt ngào cặp vợ chồng son. Nếu mà bạn quen một người đó, mình thương nhau bằng cả trái tim thì đó là mãi mãi là hạnh phúc. Cho dù các bạn quen chừng một tháng hoặc là một năm mà các bạn thấy hạnh phúc, đó cũng là hạnh phúc của các bạn. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2022, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã tổ chức hôn lễ cùng bạn gái người Ukraine là Dianka Zakhidova. Cặp đôi vốn kính tiếng và cũng tổ chức đám cưới hết sức riêng tư, khách mời chỉ gồm bạn bè và người thân trong gia đình. Được biết, Bùi Tiến Dũng và bạn gái người Ukraine Dianka Zakhidova đã có thời gian hẹn hò khá dài, vì vậy đám cưới như là cái kết cho chuyện tình yêu đẹp của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Bên cạnh đó, khán giả cũng nhận xét rằng cả hai rất xứng đôi. Sau hôn lễ, cặp đôi ít đăng tải và chia sẻ cuộc sống hôn nhân lên mạng xã hội, không ít tin đồn đoán về họ vẫn trần trần trên các diễn đàn. Một số cư dân mạng còn đặt nhiều nghi vấn rằng vợ của Bùi Tiến Dũng đã có bầu trước khi về nhà chồng. Ngay sau đó, Dianka Zakhidova đã chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên của cả hai khi về chung một nhà. Đoạn clip chỉ vỏn vẹn 11 giây nhưng cũng phần nào giúp cô nàng gạt bỏ một số tin đồn cho bản thân mình. Theo đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng xem phim, không chỉ nằm cạnh nhau mà người đẹp Dianka còn ngọt ngào đút đồ ăn trong xã của mình, nhân tình phải phát hờn khi trông thấy khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi. Ngoài ra, đáng chú ý trong đoạn clip ngắn, bà xã thủ môn còn mặc trên mình chiếc crop top ngắn, khoe vòng eo con kiến, gạt bỏ tin đồn mang thai. Trong khoảnh khắc được đăng tải này, vòng hai của cô vẫn phẳng lì, săn chắc, khiến cho hội chị em vô cùng ngưỡng mộ. Khán giả có thể thấy chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải đoạn clip đã thu về hơn 6 triệu view, hàng trăm ngàn lượt thích và bình luận trên nền tảng TikTok. Qua khoảnh khắc được bà xã Bùi Tiến Dũng chia sẻ, dân tình không khỏi trầm trồ trước tình cảm của cặp đôi đúng chất vợ chồng son. Trước đó, tin đồn người đẹp Dianka Zakhidova có thai lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, khi cặp đôi Bùi Tiến Dũng cùng vợ chồng bạn thân đi du lịch nghỉ dưỡng thì bất ngờ trên trang cá nhân, Phan Công Khanh đã đăng tải bức ảnh kèm dòng trạng thái ẩn ý: "Chúc mừng anh Xui, chị Xui đã có tin vui." Cộng đồng mạng đồn đoán tin vui ở đây là việc bà xã của Bùi Tiến Dũng đã có thai. Dưới bài đăng, dân tình không ngại thắc mắc về câu chuyện trên. Người hâm mộ để lại lời chúc mừng và tag tên nam cầu thủ xứ Thanh. Được biết, Dianka Zakhidova cực kỳ chăm chút vẻ bề ngoài và có phong cách thời trang đa dạng, từ quyến rũ gợi cảm đến nhẹ nhàng cuốn hút. Bà xã Bùi Tiến Dũng đều biết cách ăn mặc và trang điểm sao cho hút mắt nhất. Thậm chí cô nàng còn mạnh dạn ứng tuyển vào công ty người mẫu để thử sức. Trong mắt khán giả, anh cũng là chàng trai đặc biệt chiều chuộng bà xã khi thường dẫn cô đi mua sắm, ăn uống, du lịch hay về nhà đón Tết. Chưa kể, người hâm mộ dạo vài vòng quanh trang cá nhân của Bùi Tiến Dũng thì có thể thấy những bức hình hạnh phúc do nam thủ môn đăng tải, khiến ai nấy xem xong đều tấm tắc cho rằng cả hai vô cùng đẹp đôi. Bà xã của Bùi Tiến Dũng cũng thường xuyên khoe những đoạn clip ghi lại nhiều khoảnh khắc tình cảm, cảnh sinh hoạt ở nhà, cùng nhau đi du lịch, trải nghiệm, thậm chí là có cả loạt hành động lãng mạn. Cả hai quen nhau từ năm 2019, người đẹp Ukraine thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện của gia đình nam thủ môn, đến sân cổ vũ anh trong suốt quá trình hẹn hò. Trong một lần phỏng vấn trên truyền thông, Dianka cũng đã dành nhiều lời khen có cánh cho ông xã, cứ tự hào khi có một người chồng vừa đẹp trai vừa thông minh như Bùi Tiến Dũng. Nam thủ môn và bạn gái người Ukraine không ít lần chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc lên trang cá nhân. Đám cưới sau một thời gian dài yêu nhau, minh chứng cho tình yêu và sự nỗ lực của cặp đôi trẻ. Nhìn vào những khoảnh khắc sau hôn lễ của cặp đôi, làm dân mạng phải ngưỡng mộ vì phần nào cảm nhận được tình yêu mặn nồng của cả hai. Mặc dù từng gặp nhiều ồn ào, nhưng họ vẫn sát cánh, ủng hộ nhau cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Và dân tình cũng đặc biệt chú ý việc bạn gái Bùi Tiến Dũng mang thai con đầu lòng hay không. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.